chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp thực hiện nhanh món ăn đẹp mắt, dễ thương và cũng rất ngon này nha. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản và thêm một chút sáng tạo, chúng ta sẽ có thêm ý tưởng mới cho thực đơn gia đình. Ai cũng có thể thực hiện nhanh gọn trong vài phút. Rau củ đẹp mắt, giòn ngon, màu sắc tươi mới, được kết hợp với sốt thấm vị vừa ăn, có thể dùng với cơm nóng luôn mà không cần thêm nước chấm. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế nguyên liệu ha. Hành lá thì mình sắc nhuyễn một ít để rắc lên thành phẩm cho thơm ha. Ớt thì các bạn cắt khoanh, lượng ớt thì tùy thích nha. Băm thêm 3 đến 4 tép tỏi khoảng 15 gram đó các bạn. Hành tây thì các bạn cắt dọc cho bằng chiều dài của các loại rau củ khác là được. Ớt chuông thì các bạn chọn mua loại ớt tươi mới và có đủ 3 màu, nhìn cho đẹp ha. Ngoài ớt chuông ra, các bạn có thể thêm hoặc thay thế rau củ khác như là cà rốt, đậu que, bí ngòi nè, su su nè. Rau củ thì tùy thích nha các bạn, có gì thì mình dùng đó nha. Nấm đùi gà thì mình cũng cắt dọc thành từng thanh dài. Đầu nấm thì mình cắt ra luôn ha các bạn. Đậu hũ này mình dùng đậu hũ đã chiên sẵn đó. Miếng đậu hũ này dày nên mình sẽ xẻ đôi nó ra và đem đi chiên vàng ha các bạn. Cho dầu vào chảo nè. Và dầu nóng thì mình cho đậu hũ vào chiên vàng mặt cắt. Rồi mình trở qua mặt còn lại chiên sơ nữa cho thơm nè. Các bạn có thể dùng đậu hũ trắng rồi mình chiên vàng cũng được ha. Vàng như vậy là được rồi nè. Mình vớt ra giấy thấm dầu ha. Chờ nguội một chút rồi mình cắt luôn nha các bạn. Mình cắt thành những thanh vuông dài khoảng 5-6cm, chiều ngang thì khoảng 1cm nha. Cố gắng cắt đều nhau khi mình trang trí thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn đó các bạn. Bây giờ mình pha sốt xào gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước lọc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bước cuối là xào nữa là có món ăn ngon rồi. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi cho hơi vàng thơm ha. Bạn nào ăn thuần chay có thể thay thế hành bơ rô nha. Và mình cho nấm vào xào trước nè. Mình xào với lửa vừa ha các bạn. Khi thấy nấm nó săn mặt lại thì mình cho ớt chuông vào. Xào cho ớt chín tái thì mình mới cho hành tây vào nha, vì hành tây rất là nhanh chín. Sau đó mình cho ngay nước sốt đã chuẩn bị lúc nãy vào. Trộn đều cho rau củ thấm sốt. Cuối cùng thì mình cho hết phần đậu hũ vào, xào đều lên. Mình xào khoảng 2 phút nữa nha, với lửa nhỏ nha các bạn. Thêm một chút tiêu nữa cho dậy mùi ha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món rau củ xào đơn giản nhưng rất hấp dẫn đó các bạn. Mình trang trí ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Xong rồi các bạn rắc ớt cắt khoanh nè, hành lá. Nhìn đủ màu sắc đẹp hết các bạn. Độ giòn ngọt của nấm, của ớt chuông, hành tây vừa chín tới rất giòn luôn nha. Thêm độ thơm béo của đậu hũ nữa. Tất cả đều thấm sốt vừa vặn rất là ngon. Ăn nhiều vẫn không bị ngán.
Tuy là món chay nhưng đầy đủ dinh dưỡng, vitamin, đạm thực vật và chất xơ nữa, rất tốt cho sức khỏe đó các bạn. Món này mình ăn với cơm hoặc là ăn với bún đều ngon. Nếu thích đậm đà hơn, các bạn có thể chấm thêm một chút nước tương tùy thích nha. Hy vọng món ăn đơn giản và đẹp mắt này sẽ làm phong phú thêm thực đơn cho gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và nấu ăn thật ngon nha. Nếu thích cách làm của mình, chia sẻ cho bạn bè cùng nấu ăn cho vui nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.